bỏ máy để chưa bỏ bỏ máy là nằm ngoài cái lồng máy. Cụ để kích cái motor để cho motor chạy hoạt động. Mấy chiều? 2 chiều. Tác dụng của tụ là để kích để dẫn đảo chiều nhá. Nhớ như vậy, tác dụng khỏi tác dụng tụ thì chỉ có mục đích để kích. Kích thì nó dẫn đảo chiều, đảo chiều hay không là do cái lệnh ở trên mạch nó cấp xuống, chứ không phải tự nhiên mà con tụ kích. Vì tại sao nó phải có lệnh mở từ trên mạch xuống để cho cái tụ đấy cấp điện cho cái tụ để tụ kích. Qua anh ấy bảo có qua cái có xe bảo anh bảo đi kìa hả xe mày đâu đi xe chú đâu lấy xe nó đi ai biết nó hỏi nó để đâu xe có bu ly qua ô tô quay thì qua quay theo thì cho máy. Ông xã thì